Trong lòng rối như tơ vò, không biết giải quyết chuyện vợ chồng như thế nào, Hiếu quay về làng gặp Mến giải bày tâm sự. Mâu thuẫn giữa Hiếu, Duy Hưng và Hoài, Trần Vân ngày càng cao khi từ khi anh lên thành phố. Trước sự tố cáo của bạn thân Hoài là Thoan, Linh Chi, Hiếu nghĩ vợ mình và Hùng, Tiến Lộc có tình ý với nhau. Anh buồn bã trở về làng kể cho Mến, Doãn Quốc đam nghe hết sự tình. Hiếu tự ti cảm thấy bản thân bất tài và thua xa Hùng về mọi mặt. Mày sống với nhau phải tin nhau chứ, Mến nói. Nhưng thằng ôn đấy hơn em mọi mặt luôn, Hiếu đáp, đấy lại tự ti rồi. Mày làm như thế làm sao cái Hoài dựa dẫm vào mày được. Anh sẽ bày cho mày cách để lấy lại bản lĩnh một thằng đàn ông, Mến mách nước cho Hiếu làm lành với vợ. Nếu vợ bảo đi hướng đông, mày cứ hướng đông mà đi. Đừng cãi, sáng ra vợ bảo bước chân nào thì cứ chân đấy mà đi. Mình núp váy vợ thì làm sao, mình sợ vợ mình mà. Núp váy vợ là vinh quang. Sau những lời tư vấn của Mến, liệu Hiếu có thay đổi, trở về làm lành với vợ? Gọi điện bảo em gái nhớ về dỗ bố, tuy nhiên thái độ của em khiến Hùng giận tím người. Hùng, Tiến Lộc là một người hiền lành, ít nói, không giao du nhiều với mọi người trong xóm trọ. Em gái, Nhung, Phương Anh chính là nỗi lo lắng lớn nhất của anh. Nhiều lần đến tận nhà nghỉ, chung cư, quán bar bắt em về nhà sống lương thiện nhưng em gái không chịu. Nhung vẫn chứng nào tật nấy, đùa đòi, thích ăn chơi và chấp nhận làm tiểu tam mua vui cho cánh đàn ông. Sắp đến ngày dỗ bố, Hùng gọi điện cho em gái báo lịch về quê, mày đang ở đâu đấy? Mày lại say xỉn à để tao qua đón. Sang tuần dỗ bố, sắp xếp một buổi về quê. Dỗ bố kiểu gì cũng phải về đấy. Đáp lại lời nói chân thành của anh cha, cô em gái hư hỏng lạnh lùng đáp, em chưa biết được. Liệu Hùng có thay đổi được cách sống của Nhung?